Trước những cơ hội và thách thức mà cộng đồng kinh tế ASEAN mang lại cho Việt Nam vào cuối năm 2015, nhiều doanh nghiệp Việt đã và đang tích cực tìm kiếm thế đứng vững chắc cho mình trước xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong nước khi việc tìm chỗ đứng trong các hệ thống siêu thị ngày càng khó khăn do gặp phải sự cạnh tranh của các công ty đa quốc gia, buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải củng cố kênh phân phối truyền thống lẫn thị trường nông thôn nếu không muốn mất thị phần. Theo đánh giá của các chuyên gia, ngoài chợ truyền thống ở đô thị, hệ thống các chợ huyện chính của mỗi tỉnh vẫn còn dư địa cho hàng Việt. Đây cũng là kênh phân phối hiệu quả. Trước tiên, cần xác định doanh nghiệp phải có sự đầu tư lâu dài và đúng mức cho sản phẩm để đảm bảo sức cạnh tranh đủ mạnh, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng. Hiện nay là Việt Nam mình đối mặt với rất nhiều thách thức cho những cái hàng nước ngoài nó tràn vào đây rất nhiều. Mình là một cái doanh nghiệp Việt Nam và cũng là một cái doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao. Để đối mặt với những khó khăn này thì công ty chúng tôi chọn một cái phương pháp là đưa hàng Việt vào nông thôn để có thể là phục vụ tận tay người tiêu dùng, đồng thời cũng khẳng định được thương hiệu là mang sức khỏe để hỗ trợ cho những người Việt mình. Đó cũng là cái hướng đi của công ty chúng tôi đang thực hiện. Đối với các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, chiến lược phát triển thông qua các kênh bán hàng trực tiếp là hết sức quan trọng. Kênh siêu thị hiện chỉ chiếm 25% thị trường. Các kênh bán hàng khác, đặc biệt là kênh truyền thống, mới là thị trường tiềm năng và bền vững mà doanh nghiệp hướng đến. Các chuỗi đại lý ở các chợ nông thôn sẽ là điểm nhận diện thương hiệu, tạo uy tín để người tiêu dùng tin tưởng và chọn lựa hàng Việt. Thị trường giày dép da bây giờ cũng là đang rất khắc nghiệt với cái hàng Trung Quốc. Vì giày dép da là nó phụ kiện thiếu nhiều. Chủ yếu là cái mặt hàng là da bò 100%. Thì doanh nghiệp muốn đưa cái hàng của Việt là tới tay người tiêu dùng là giá là cạnh tranh và giá thấp nhất, đảm bảo người nhận diện cái thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao thì như thế nào. Xác định thị trường nông thôn là mảnh đất màu mỡ thì các doanh nghiệp hàng Việt Nam sẽ phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn, cạnh tranh bằng chính chất lượng và giá thành sản phẩm, qua đó giữ vững lòng tin của người tiêu dùng.